Hello, xin chào toàn thể anh chị em quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em có một vài dòng sản phẩm mới về, em đã lên video chia sẻ đến cho anh chị em để anh chị em tham khảo. Thấy hợp những cái dòng sản phẩm bên em đang có thì có thể liên hệ với em qua hai cái số hotline em đặt trên màn hình nhá. Thì đầu video cho em xin chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Ở đây thì sản phẩm mới về thì em có những cái dòng cân này, rồi những cái bình đựng nước của Đức này, đấy, ở đây rồi phích giữ nhiệt của Đức này, đấy, rất nhiều dòng sản phẩm thì anh em đón xem em giới thiệu chi tiết đến cho mọi người nhé, và cả những cái dòng máy cào râu. Rồi ok, anh em mới vào cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, cảm ơn toàn thể anh em. Hôm nay em sẽ sell giá cho anh em một dòng phải một vài số sản phẩm nữa nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em mới về thêm cái dòng cân của Nhật này, đấy, cái dòng cân sức khỏe của Nhật. Đó thì bây giờ em sẽ bóc ra và chia sẻ đến cho anh chị em cái dòng cân này. Đây là cái dòng cân điện tử, anh em có thể là cân các thứ, cân sức khỏe con người, rồi là cân cân vật thể cũng được. Đấy. Thì cái mã này nó mới về anh em nhé, mã này mới về nên là giới thiệu đến cho anh chị em này. Đấy. Còn toàn chữ Nhật thôi, em chả đọc được cái dòng này. Đây là hàng mới nhá, hàng mới chưa qua sử dụng thôi anh em ạ. Đấy, thì nó có nhiều màu khác nhau nhưng mà em không chọn màu được cho anh em đâu nhé. Nó không có nhiều nên là không chọn màu được cho anh em. Đấy, có nhiều số lượng thì mới chọn màu được. Còn là đi gửi cho các bác là sản phẩm ngẫu nhiên nhé. Đấy, sản phẩm ngẫu nhiên. Đây là toàn chữ Nhật, chữ Nhật các kiểu này. Đó. Đây là dòng cân điện tử anh em nhé. Đấy thì cái dòng này, đây là mặt caro này. Đấy, mặt các mặt ở đây, hình biểu tượng ở đây này. Đấy, thì nó có mấy mã như này này. Nhưng mà nó hàng bãi này về thì nó không có số lượng, nó không có số lượng nên là cũng không có không gì được, không chọn mã để cho anh em này. Đấy, sẽ là sản phẩm này là pin nó sẽ đặt ở đây này, thì nó sẽ không có pin đâu nhá, thì em sẽ tặng cho mọi người cặp pin luôn để mọi người nhận hàng, mọi người cân thử luôn đó. Thì em sẽ bây giờ em sẽ lắp pin vào và sẽ triển khai và thử test thử cho anh em cái dòng này. Trên này nó là mặt kính này, mặt kính này, dưới này là cái mặt để đo áp lực cân. Đấy, em đoán là nó là như vậy đó. Và bây giờ em sẽ lắp thêm hai viên pin tiểu vào đó. Bây giờ em sẽ lắp hai quả pin tiểu này, pin tiểu của con thỏ bình thường này. Đấy, thì sẽ tặng kèm cho mọi người một cặp pin nữa để cho mọi người test thử luôn, còn sản phẩm nó sẽ không theo pin đó. Thì cái này anh em cân của nó lên tới 180 cân được anh em ạ. Đây để em xem lại xem nào. Đúng rồi. Đây anh em cân mắc binh maximum cho em là 180 cân như này. Đấy, 180 cân như này. Đó, thì nó có các màu ở đây. Đấy, cái này là từ bao nhiêu đây? 1,5 kg 6 gì đây này. Đấy, còn là mắc binh nhá. Cân tối đa là 180 kg. Đó. Thì 23 mm thì không biết là cái gì. Đó thì bây giờ em sẽ đặt xuống đây cân thử cho anh em để anh em nắm bắt được này. Khi mà các bác lắp pin xong, các bác đặt xuống nền phẳng nhá, nền phẳng để chúng ta cân, thì nó sẽ không lên màn nhé. Bắt đầu các bác đặt chân lên nó mới lên nhá. Bây giờ em đặt chân lên em cân thử này. Đấy. Thì ở đây nó đang 58,10 cân và nhiệt độ là 33 độ C. Đấy, nó có báo cả dòng pin nhé các bác nhé. Báo cả dòng pin. Đấy, thì em đang 58 cân. Đó. Thì con này nó đo được cả nhiệt độ nữa các bác ạ. Cả nhiệt độ nữa. Thì con này rất là hay ở cái là nó cân sức khỏe con người này. Đấy, cân nhiệt độ các kiểu này. Thì gọi đó là cái cân sức khỏe nha các bác nhá. Cái này là cái đế để cân thăng bằng này này. Đó, đây là cân Nhật, anh em lên mã cân Nhật giúp em nhá. Lên mã cân Nhật giúp em, giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng cho cái dòng cân như này. Đấy, số lượng thì không có nhiều, anh em nào cần thì có thể liên hệ với em nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho mọi người một cái dòng đèn bão nhá. Một cái dòng đèn bão thì em bán trên kênh rất là nhiều những cái dòng như này rồi. Đó thì ở đây là cái mùa mưa bão gió thì chúng ta hay mất điện này, rồi là nóng bức là không mất điện này,
thì cái con này nó tích hợp cho chúng ta là một cái quạt gió ở đây này và một quả bóng như kiểu là dạng dạng đèn mang sông ấy ạ. Đó thì các bác gặp lại được như này. Đấy, và rút lên và ấn xuống là nó tự tắt, rút lên thì nó tự sáng. Đấy, anh em đang ăn cơm dở thì có thể mất điện thì chúng ta có thể xài qua cái dòng này, hoặc là các bác xách ra ngoài vườn cần đi ngoài đường ngoài cổng thì có thể dùng cái dòng như này. Đó, ở trên đầu này thì nó tích hợp cho chúng ta một ít cái viên pin năng lượng mặt trời ở đây này, có thể mang ra ngoài phơi nắng là sạc. Và con này nó đến từ thương hiệu Hikaio hàng Mỹ Japan nhá. Đó thì công tắc bật quạt ở đây. Đấy, chúng ta có thể ngửa lên bật quạt như này được, hoặc là đặt xuống bàn làm việc, khi mà mất điện chúng ta có thể dùng cái này vừa ánh sáng vừa bật quạt được. Đấy, đây như này. Đấy, như này, ngửa lên như này và sẽ là bật quạt cho chúng ta này, nó rất là mát ở đây. Đấy, nó rất là mạnh nhá, nó rất là mạnh. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà các bác dùng tích hết pin rồi, có thể ra ngoài tạp hóa mình mua 3 cái viên pin tiểu 1,5V, đấy, pin 3A thì chúng ta lắp vào đây. Đấy, và chúng ta xài trong cái trường hợp mà mất điện lâu dài. Đó, và cái đèn này nó rất là sáng, giá chỉ có 160.000 thôi các bác ạ, 160.000 thôi. Con này thì nó tích hợp cho chúng ta là sạc điện nhá, nó sẽ là sạc điện 220 đều được rồi. Đó, đây này, các bác có thể cắm điện 220 của chúng ta bình thường được hết. Đó, điện 110 cũng được, điện 220 đều được. Đó, nó đến từ thương hiệu Hikaio hàng Made in Japan các bác nhá. 160.000 đồng, quá là rẻ luôn cho cái dòng này, và tiện ích nữa, quạt mát nữa. Nhà các bác nào mà có cháu chắt ấy thì tặng cho các cháu một cái như này cực kỳ là thích luôn, các cháu cực kỳ thích luôn. Đó, ok, 160k anh em nhé. Tiếp theo em sẽ có những cái dòng pin sạc dự phòng như này. Đây là cục sạc dự phòng cục khủng luôn. Thì ở đây là em có những cái dòng pin 18650 nên là lấy về để có lắp ráp vào cho mọi người. Đấy, thì anh em nào mà cần vỏ ấy, nhà có pin 18650 rồi thì có thể mua vỏ nhá. Một cái vỏ như này thì nó sẽ có hai màu cho chúng ta lựa chọn. Bác nào mà hợp mệnh với màu trắng thì chúng ta dùng màu trắng, và màu đen thì chúng ta dùng màu đen. Thì em nghĩ là cái màu đen này thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Và cái vỏ này nó đến từ thị trường China nhá, hàng nội địa Trung nhá. Ở đây các bác lắp mắc pin và nộp cho nó là 30.000 ampere giờ. Và ở đây là em sẽ ráp pin 18650 vào. Đấy, bây giờ pin 20.000 đồng một quả. Đó, cực kỳ là rẻ luôn, cực kỳ rẻ luôn. Các bác lắp đúng chiều nhá, chiều là chiều dương này, chiều là chiều âm này. Đấy, pin thì chiều dương của nó, mặt đầu nó như thế này. Mặt đít của nó thì nó sẽ là phẳng, màu phần âm ấy thì nó sẽ là phẳng lì như này. Còn phần dương thì nó sẽ là như này. Đó, thì các bác lắp vào đây giúp em này. Cho 8 quả như này thì các bác sạc có 4-5 lần hết được. Đó, cực kỳ là khủng luôn cái tôi sạc dự phòng này. Anh em mua cả một cái combo mà em đã lắp cho như này rồi ấy thì giá là 310.000 đồng. Thì tính ra nó như này. Một cái đế sạc như này là 150.000 này. 150.000. Còn pin 18650 của nó thì là 20.000 đồng. Đó, thì các bác cứ cộng lên. Đấy, dung tích của nó là 2200 mAh và dòng 3,7V. Pin là 18650 hàng Kuropa. Đó, pin 18650 là dòng pin sạc nhá. Còn sản phẩm thì nó chỉ như vậy thôi. Sản phẩm này nó chỉ như vậy thôi. Thì đây, bật lên này. Đấy, bật lên là 89% này. Các bác bật 2 lần liên tiếp thì nó sẽ sáng cái đèn LED ở đây. Ấn 2 lần liên tiếp thì nó sẽ tắt. Đấy, nó báo phần trăm pin. Và khi chúng ta cắm sạc vào, đây là bên in này. In này, có chữ in này. Có chữ in này là đầu sạc vào nhá. Sạc vào này. Quýt 1 này là sạc bình thường, quýt 2 là sạc nhanh. Và có thêm một cái cổng Type-C nữa, là cái cổng sạc Type-C hệ đời mới. Đấy, dành cho các bác xài cái dòng như này. Đó, thì các anh em mà mua cả combo như này là 310.000 nhá. 310.000 đồng, cực kỳ là đã luôn, 8 quả pin như này.
8 quả pin như này. Như ở đây thì em đã set up cho các bác cần những cái dòng máy đường này, cần những cái dòng mà đã lắp ráp rồi. Đấy, thì chỉ lắp pin vào và gửi cho các cho mọi người thôi. Đấy, rất chi là đơn giản. Ở đây nó báo phần trăm pin, rồi là đã báo in vào, quýt ra, in là đầu vào, quýt là ra. Khi mà các bác cắm cái đầu điện vào thì nó sẽ lên chữ in như này, in ở bên trên này. Đấy, và báo phần trăm, báo dòng A5.0 221A này. Đấy, và 1.0A này, tức là nó có cổng sạc nhanh và cổng sạc chậm nhé các bác nhé. Đó, thì con này giá là 310, và đế các bác lấy nguyên cái vỏ đế thì giá là 150.000 đồng. Đó, anh bác nào mà cần cái dòng pin sạc dự phòng này có thể dùng thì có thể là liên hệ với em. Mất điện thì chúng ta có thể lấy cái này mình sạc cho cái quạt dự phòng, rồi là bóng điện dự phòng như thế này, rất là, rồi điện thoại, phải rất là đa năng nhé các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho mọi người một số cái dòng sản phẩm của thương hiệu Winling nhé. Thì ở đây em đang mới về cái bình đựng nước của Đức. Đấy, bình đựng nước của Đức thì cái dòng này nó được làm bằng ni lốc. Đấy, ni lốc 304 và đến từ thương hiệu Winling, hàng made in Germany như này. Đó, thì cái, ở đây là dung tích của nó là dung tích 2 lít nhá. Cái này để dành cho các bác đựng nước này, đựng nước. Đó, bên trong này. Đấy, đựng thao nước luôn, và đây là cái núm cao su để chúng ta đựng này. Đấy, đây là dòng dòng này là dòng đựng nước nhá, chứ không phải là dòng giữ nhiệt được. Đấy. Đấy thì đấy, nó cũng rất là cứng cáp. Đấy, riêng cái phần đế như này thì nó hơi mỏng một chút, Đấy, thì cứ chia sẻ đến cho mọi người kỹ càng như vậy. Đó. Và nó được làm ni lốc như này, rất là sạch sẽ. Và riêng cái phần tay cầm như này thì em nghĩ đó là cái phần nhựa. Đấy, phần nhựa nhá. Đấy, nhựa và phun một cái lớp bóng như này, bóng gương như này. Đấy, thì các bác đang thấy em đang quay đây. Đấy. Và đây là nắp đậy này, các bác ấn vào giúp em này. Đấy, ấn vào giúp em này, mở lên này. Đó. Đổ nước vào đây, các bác đổ nước vào đây. Đặt trên bàn như này cũng rất là lịch sự nhá. Hoặc anh em mua bia về. Đấy, mua bia bom về đổ vào đây. Đổ vào đây và chúng ta có thể là xài, rót ra uống cực kỳ là lịch sự luôn. Đấy, chiều cao của nó thì đâu đó để em đáng chừng cho anh em nhá. Hơn một cái gang tay của em như thế này. Đó. Còn nó tóm lại là cái dòng này là dòng bình đựng nước, không phải bình giữ nhiệt nhá. Và giá của nó là 200.000 đồng trên một cái bình như này. Đấy, rất là sạch sẽ, không có rất là đảm bảo vệ sinh luôn cho anh em. Đấy, bình đựng nước anh em nhìn này, bình đựng nước 200k, các bác nào cần thì liên hệ với em nhá, 200k. Tiếp theo thì em có một cái cặp lồng, có anh em Sài Gòn gọi đó là cái Cameng. Cái Cameng này, Cameng của Đức các bác nhá, Cameng của Đức này. Thương hiệu Winling, hàng made in Germany như này. Và con cặp lồng này rất là sạch sẽ và chắc chắn dày dặn. Ở đây em báo giá luôn là 270.000 đồng. Thì cái phần nắp như này thì nó sẽ có thay thế cho các bác đi ra ngoài đồng, đi làm nương rẫy rồi đi rừng các kiểu thì có nó thay một cái bát thông thường. Đấy, các bác lấy ra, các bác cần chỉ cần đũa thôi, và chúng ta thì đũa là chúng ta có thể là chiến đấu được rồi. Tiếp theo này là có một cái phần nắp trên như này thì để chúng ta đựng những cái đồ ăn khô, ví dụ như là lạc rang, rồi là một cái gì đó đồ khô, tép rang các kiểu ở đây, đồ khô ở đây đấy nhá. Tiếp theo một cái ngăn này. Ngăn này thì nó sâu hơn thì để dành cho các bác có thể là đựng thịt rang, rồi là gà rang, rồi các thứ ở đây này, đồ ăn mặn. Đấy, các bác nói tóm lại là đồ ăn mặn ở đây nhá. Đó, tiếp theo là cái phần đế như này. Cái phần đế như này nó rất là dày dẫn và sâu, nó là giữ nhiệt được cực kỳ tốt luôn. Đấy, nó dòng ni lốc 2 lớp như này, nó giữ nhiệt rất là tốt. Đây, bây giờ em sẽ đo thông số cho mọi người này. Những cái phần đế như này nó là 10 độ sâu cái lọt lòng cái này. Nó là 11/2, 11/2 đi. Đường kính của cái Cameng này nó là 12 phân nhá. Và tổng chiều cao của cái phần đế ở đây nó là 19 phân. Đậy nắp vào như này. Đấy, đậy nắp vào như này. Thì nó cao đâu đó là 23 phân các bác nhé, 23 phân. Đấy, và đường kính của cái phần đế như này nhá các bác nhé, phần đế như này, đường kính của phần đế như này
thì nó là gần 13 phân và giá là 270.000 đồng. Đấy thì cái con như này rất thích hợp cho anh em hay đi ăn sáng rồi để mua đồ về cho gia đình nhỉ, cho vợ cho con này, hoặc là ông bà mình có ốm đau thì mình mang đi mình mua cháo nhá, mình mua cháo mình mang về đó, rất là tiện lợi luôn. Giá chỉ có 230.000 đồng thôi mà nó sạch sẽ, đặc biệt hơn là nó đến từ Đức các bác nhá, cặp lồng cà men đó. Sản phẩm tiếp theo thì em có vài cái bình đựng đá cho anh em dùng để nhậu này. Đấy, dùng để nhậu này, hoặc là nhà mình có khách mình lấy đá. Đấy, mình lấy đá mình bỏ trên bàn cũng rất là lịch sự như cho cái dòng bình như này nhá. Và ở đây là nó được làm bằng ni lốc như này này, rất là sáng choang. Ni lốc sáng choang, hàng 304. Đấy, thương hiệu của nó thương hiệu Winling. Đấy, thương hiệu Winling này các bác này, thấy không? Nhiều nguyên linh hàng made in Germany nhá. Made in Germany. Thì con này ấy phần nắp như này. Đấy, bên trong của nó được bọc một cái lớp lông bông thủy tinh nhá, nên là nó giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn, và nó là dòng đúc như này. Dòng đúc như này. Đấy, ni lốc đúc sáng có choang như này luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng choang. Đấy, rất là dày dẫn nhá, và cân nặng của nó đâu đó hơn một cân cái dòng ni lốc như này. Bề dày của nó đâu đó là 5-6-7 ly nhá, 7 ly. Và phần đế này nó cao 13 phân rưỡi, nó cao 13 phân rưỡi. Và đường kính này, đường kính như này. Đấy, đường kính là 13 phân 6 các bác nhá. Thì các bác đựng đá ở đây rất là hợp lý này, tiện lợi này. Khi mà nhà mà có khách đấy, thì mình nhậu á, mình nhậu thì mình xách xô đá lên đặt trên bàn nhậu đó, thì khách hết đá mình có thể mình gắp sang cho ly của khách đó, thì rất là lịch sự luôn. Đấy, đặc biệt hơn là các bác đặt trên bàn như này, khách nhà mình đến thì đảm bảo chắc chắn là rất là hiếu kỳ luôn. Đấy, và anh này chơi toàn những cái đồ độc thôi. Đó, giá cái bình đá này giá là 500.000 đồng nhá, 500.000 đồng em bao ship cho mọi người này, 500k em bao ship cho anh em nhá. Tiếp theo là em đang có những cái phích giữ nhiệt ở đây. Cái phích giữ nhiệt này thì nó cũng đến từ Đức luôn. Em đang có hai màu, một màu xanh này là xanh dương, và một màu là đỏ mận như này đó, và nó đến từ Made in Germany. Và cái con này dung tích của nó là dung tích 1.2 lít, thì nó gần như một cái phích nha các bác nhá, thì em gọi đó là một cái phích, hoặc anh em đi làm ấy mình xách cái này đi rất là tiện lợi luôn. Nó thiết kế cho mình cả một cái dây đeo đây nữa này. Đấy, dây đeo thì nó ở trong này. Đấy, dung tích của nó là 1.2 lít, hàng phích Đức các bác nhá. Đây là một cái nắp bên ngoài thì nó được phủ một cái gì đó em không thể. Đấy, ni lốc. Và bên trong là úp những cái nhựa như này nhá. Nhựa này nhựa cao cấp luôn các bác ạ, nhựa cao cấp luôn. Đó, ở đây thì nó có cái nút ấn ở đây này, để chúng ta có thể là hãm cà phê, rồi là hãm trà, rồi hãm một cái cỏ cây rừng gì đó. Thì các bác ấn vào và rót ra ly thôi. Rót ra ly như này. Đó, để chúng ta uống này. Đó, bên trong này chúng ta uống xong chúng ta có thể nâng lên, ấn lại thì nó chất nảy lên là nó sẽ khóa. Đấy, nắp của nó đây được làm bằng ni lốc 304 như này, rất là chắc chắn nhá. Đấy, đây là cái phần dây đeo này, dây đeo này thì các bác có thể đeo vào đây. Đấy, đeo vào đây. Đấy, hai cái lỗ đeo đây đó. Trong này ni lốc 304 này, các bác nhìn thấy cái chữ 304 bên trong không ạ? Đấy, đó, ni lốc 304 nhá. Và giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Em đảm bảo với anh em là cái dòng này cực kỳ tốt. Bởi vì là những cái dòng như này phải là test sản phẩm trước khi mà giới thiệu đến cho mọi người. Chứ sản phẩm mà không ok thì các bác lại gọi điện cho em thì cũng rất là mệt mỏi. Đó, thì anh em yên tâm nhá. Anh em yên tâm, hàng Made in Germany, phích Đức. Đấy, màu đỏ mận và màu xanh như kia. Màu xanh như kia. Anh em nào thích cái dòng sản phẩm nào có thể liên hệ nhá. Giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn, cực kỳ là rẻ đâu. Bình thường người ta bán 250-300, này shop em chỉ có 200.000 đồng thôi.
Tiếp theo là cái dòng cà mèng của Đức, cà mèng của Mỹ này. Đấy, thì nó hơi xước sát một tí thôi. Đấy, nhưng mà nó rất là còn ngon, không có méo móp gì cả. Đó, và cái dòng này nó được làm bằng nhôm các bác nhá, được làm bằng nhôm. À đây. Nắp mở của nó đây. Các bác mở lẫy ra nhá. Đấy, mở lẫy ra. Chúng ta sẽ là nâng ra. Đó, anh em dùng cái này để thay thế một cái bát cũng được này, thay thế một cái bát được, hoặc đựng đồ ăn ở đây. Đấy, đây là cái phần đế đựng nhôm nhá, bằng nhôm hết nhá. Đó, thì cái này cũng đựng đồ ăn này. Đây, các bác mang đi mua cháo, mua chiếc các kiểu ở đây cũng được, rất là hay ở đây nhá. Hoặc cho anh em sưu tầm. Đây, bây giờ em sẽ đo cái đường kính của nó cho các bác thấy này. Chiều ngang của nó là 7/6. Đấy, chiều dài của cái này nó là 13/3, và chiều sâu của nó là 13 phân các bác nhá, 3 phân. Đó, thì dung tích của nó chỉ là vậy thôi các bác. Đấy, chiều ngang của nó là 8 phân. Đấy, 13/6, chiều cao là 13 phân. Đó, chỉ vậy thôi. Cái này thì cũng không có gì để giới thiệu nhiều, anh em lên mã giúp em là cà mèng Mỹ nhá. Cà mèng USA, phần khóa của nó đây. Đấy, khóa nó đây. Cái này thì các bác có thể treo đây này, ấn vào đây. Cái này thì chia sẻ với mọi người là có cái lại không có nhá. Nên là cũng có cái là nó có cái treo như này. Đấy, phần khóa như này. Đó, ok anh em này, cà mèng USA giá 230.000 đồng. Tiếp theo em đang có một cái thùng đạn này, dòng thùng đạn 4 lít. Đấy, dòng thùng đạn 4 lít và nó là ngày xưa nó đựng đạn 7.62mm. Đấy, súng M13 cái gì đây này, chắc em chỉ đoán vậy thế. Chứ còn là, và cái thùng này nó còn rất là mới nhá, cùng rất là mới. Thì dung tích của nó đâu đó là 4 lít các bạn. Thì em sẽ đo cho anh em thấy này, đo cho mọi người thấy cái dòng này. Đây, để chiều ngang của nó này là 27/5, và chiều đứng của nó này là gần 18 phân các bác nhá. Đấy, chiều rộng của nó là 9/4, mở ra thì nó ở bên hông như này. Đấy, rất là chắc, mở ra bên hông này. Đó, nguyên cái phần nắp như này nó rất là nặng nhá, nguyên cái phần nắp này nó rất là nặng luôn, và nó sẽ có cho chúng ta là những cái gioăng cao su ở đây này. Đấy, gioăng cao su ở đây nhá, để tránh nước nó vào bên trong. Đó, và nó rất là dày dẫn như thế này. Đấy, chung là còn mới nguyên. Thì cái thùng đồ nghề này giá cực kỳ là rẻ thôi, thanh lý cho anh em giá cực kỳ rẻ thôi. Đó, thì cái thùng như này giá chỉ có 320.000 thôi anh em nhé, rẻ cực kỳ, 320. Đấy, thanh lý xả kho cho anh em cái thùng này, mình những cái thùng như này nhá. Rồi, ok, anh em mới vào giúp em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Sang sản phẩm bên này thì em sẽ chia sẻ đến cho anh chị em những cái dòng ấy đi, những cái dòng đèn led đấy, rồi những dòng đèn pha. Đợt này nó mất điện nhiều nên là em có cái dòng sản phẩm này muốn chia sẻ đến cho anh em này. Thì em đang có cái dòng bóng pha cảnh báo như này, thì nó là dòng 30W nhưng nó rất là sáng, nó dùng 3 viên pin 18650, và nó hoạt động như này, hoạt động là 30W này, nâng cao ngửa lên là 120 độ C này. À, điểm ánh sáng của nó là 2400 lumen này. Đấy, và nó hoạt động công suất là 50.000 giờ, tức em không hiểu cái đấy như nào. Thì nó chống IP của nó, IP chống nước là IP66 này. Đấy. Thì sẽ là chia sẻ đến cho mọi người luôn ở đây. Thì ngày trước anh em có cái dòng như này rồi. Đấy, nay nó mới về thêm, em mới giới thiệu đến cho anh chị em này. Đây, con này tay xách được, đi được luôn nhá. Và nó có thể ngửa lên, ngửa xuống được như này. Đấy, để cho anh em mà đi đường, đi rừng, xách đi cũng được. Đi đường anh em có ô tô mà ô tô hỏng ấy, thì dùng con này rất là hay.
sách xuống xem xăm lốp nó bị sao, máy móc nó bị sao, hoặc anh em đi làm máy cày máy cung các kiểu này này. Đấy, nó chống nước ở đây này. Đây là có cái phần đế sạc nhá. Đây là dòng pin 18650 đều sạc được hết. Đấy, đây này. DC của nó là DC 4.2V on off ở đây này. Chúng ta dùng xong chúng ta đậy nắp vào. Đậy nắp vào. Và đặc biệt hơn là nó có một cái thanh tản nhiệt ở đây nhá, thanh nhôm tản nhiệt ở đây. Các bác dùng trong thời gian dài cũng được. Đấy, thanh tản nhiệt nhôm ở đây này. Đấy, nhôm tản nhiệt nhá các bác nhá. Nhôm tản nhiệt. Đó, thì ở đây nó sẽ có dùng cho chúng ta là ba cái viên pin. Đấy, mở nó ra, tay em đang cầm máy quay. Đấy, mở nó ra thì nó sẽ dùng ba viên pin 18650 và đây ba viên pin 18650 và dung tích pin của nó là 4800 mAh, hàng pin 18650 Ultra River. Đó. Thì cách đèn của nó lên thì như này. Đấy, đây là nút pha đầu tiên này. Pha thứ hai là nó rất là sáng này. Đấy, pha thứ ba là cảnh báo IOS như này. Cảnh báo IOS như này. Đây là ban ngày nhá, còn tối nó rất là sáng. Khi mà mất điện thì em xách ra em pha cả nhà. Đấy, dùng rất là ok. Đấy, và nó chỉ có 3 viên pin thôi. Mình hoạt động đâu đó là khoảng 4 tiếng gì đó 3 viên pin này, khoảng 4 tiếng. Đấy, xong hết pin các bác lại sạc, và bên trong của nó sẽ tặng kèm cho các bác cả một cái đế sạc nữa nhá, một cái đầu dây sạc ở đây nữa. Các bác chỉ cần việc cắm sạc và đặt xong. Đó, giá báo giá cho mọi người đó là 250.000 đồng anh em nhá. 250.000 đồng cho cái dòng đèn pha cảnh báo như này. Thì anh em lên mã giúp em là đèn pha cảnh báo nhá. Tiếp tục thì em đang có những cái dòng đèn 4 cánh như này. Đấy, đèn 4 cánh như này. Thì ở đây là đèn 4 cánh, em vẫn bán trên kênh là 100.000 đồng. Và nó được làm bằng dạng đuôi tròn như này. Đuôi tròn như này thì các bác đuôi tròn thì ở đâu cũng có rồi. Thì các bác dùng cái dòng như này cực kỳ là sáng luôn. Đấy, sáng cực kỳ luôn. Con này điểm ảnh ánh sáng của nó là 6500K. Và đây là tần suất của nó là 50/60Hz. Đấy. Và đây là con công suất của nó là 75W. Giá là 100.000 đồng. Quá là rẻ luôn cho cái dòng bóng như này. Đấy, anh em cần thì liên hệ với em nha. Tiếp theo em đang có cái dòng đèn 5 cánh cho mọi người. Đấy, cái dòng đèn 5 cánh này nó là hàng mới về. Đấy, thì em chia sẻ đến cho anh em này. Và báo giá luôn cho anh em cái dòng 5 cánh này. Giá là 150.000 đồng. Đấy, thì anh em có thể tham khảo các shop khác đi. Đấy, đèn 5 cánh nhá. Có đèn 5 cánh này thì nó sẽ có tích hợp cho chúng ta được nhiều mắt led hơn. Đợi em thử lấy ra cho anh em nhá. Và nó sẽ là to hơn nhá. To hơn. Đấy, to hơn cái dòng 4 cánh ở đây. Đấy, anh em thấy không? Một mẹ một con chưa? Đấy. Và nó sẽ có 6 điểm ảnh 5 cánh và 6 điểm led nhá. 6 điểm led khác nhau. Đấy, đây là dòng 5 cánh này. Đó, cực kỳ sáng luôn. Tức là mỗi cánh là một dải đèn rồi. Ở giữa này nó cũng là một cái dải đèn nữa. Thì nó tích hợp cho chúng ta là sáng cực kỳ luôn. Con này công suất của nó là 100W nhá. Điểm ảnh là 6500K. Đấy, 6500K. Đấy, cực kỳ là chất lượng luôn cho cái dòng như này. Giá chỉ có 150.000 đồng thôi. Đó, 150k. Anh em trải nghiệm qua cái dòng như này. Anh em lắp càng cao thì cái độ rộng của nó thì càng lớn nhá. Đấy, lắp cao bao nhiêu thì nó pha rộng ra bấy nhiêu. Đó, thì anh em trải cái dòng này rất là ok này. 160.000 đồng cho một cái 150.000 đồng. 150.000 đồng cho cái dòng bóng 5 cánh như vậy. Tiếp theo thì em đang còn rất nhiều những cái dòng bộ điều khiển từ xa nhá. Bộ điều khiển từ xa thì em có giới thiệu trên kênh rồi. Đấy, có giới thiệu trên kênh rồi thì có thể các bác vào tham khảo ở những cái kênh trước đi. Được không ạ? Đấy, thì ở đây này, để em giới thiệu sơ qua cho anh em nhé. Ở đây em đến, em có cái bộ điều khiển từ xa của thương hiệu Homenet. Và thằng này thì nó đến từ thị trường nội địa Trung nhá, nội địa Trung. Nhưng mà chia sẻ với mọi người luôn là cái thương hiệu này nó cực kỳ là nổi tiếng rồi. Nó được xuất khẩu sang các nước châu Âu cơ. Đấy là cái dòng bộ điều khiển từ xa.
anh em chỉ cần ấn một cái điều khiển thôi. Đấy, anh em từ ở cách xa một cây số ở nhà muốn điều khiển được cái trang trại ở cách xa cách nhà một cây số vẫn điều khiển được. Đấy, đấy là cái điều kiện thích hợp, nó không ít vật cản. Còn nhiều vật cản thì các bác có thể xài được đâu đó là 500 mét. Các bác không ấy thì có thể rút lên như này nhá. Rút lên như này. Và cái này nó là dòng cắm trực tiếp như này. Đấy, các bác cắm một cái motor vào đây này. Đấy, hoặc là cái thiết bị ánh sáng ở đây. Đó thì các bác điều khiển được, rất là không cần phải đấu nối gì cả. Và cái dòng này giá là 290.000 đồng, 290.000 đồng cho anh em nhá. Đó thì anh em ở xa thì có thể là ngồi ở nhà cũng điều khiển được máy bơm, máy biếc, rồi là bóng điện, bóng điếc các kiểu ở đây này. Cực kỳ tiện lợi luôn. Đó, và rất là bền cho cái thương hiệu như này. Tiếp tục thì em đang có một cái bộ điều khiển từ xa nữa. Đấy, thì nó là dòng đấu nối đây. Em sẽ kết nối và thử cho anh em thấy nhá. Đây này. Nó sẽ cũng có một cái tay cầm như thế này. Đấy, có một cái tay cầm như thế này. Và ở đây em đã đấu nối trực tiếp vào đây rồi này. Tức là nó sẽ có hai đầu vào. À, một đầu vào là số 1, số 2. Ở đây nó viết số 1, số 2 này. Đấy, đầu ra là số 3, số 4. Thì đầu ra em đã kết nối thử cho các bác để test cho anh em này là một cái quả bóng LED âm trần nhá. Đây là đầu vào này. Đấy, đầu vào này. Bây giờ em sẽ cắm điện vào để test thử cho anh em này. Đó. Đây, em sẽ cắm để test thử cho anh chị em thấy được cái điều khiển từ xa như này, nó rất là hay luôn. Bộ này thì bộ đấu nối nên là giá của nó rẻ hơn thôi. Giá của nó rẻ chỉ có 230.000 đồng anh em nhé. 230.000 đồng anh em có một cái bộ điều khiển từ xa cực kỳ là hay. Và công suất của nó là dòng khoảng 3 ngựa nhé, 3 kg, 3 ngựa. Thì anh em nếu mà muốn đấu công suất cao lên đấy thì các bác đấu qua một cái khởi động từ. Đấy, đấu qua một khởi động từ đây này. Công suất tối đa của nó đấu qua khởi động từ lên tới 40A như này. Đấy, 40A nhá. Đấy, cho cái thương hiệu Home Net như này. Đấy, 40A. Đây này, 40A này các bác thấy không? Đấy thì con này giá nó rẻ hơn. Đấy. Đấy. Độ trễ của nó rất là ít thôi. Không có trễ nhiều. Đấy, đây là cái mod điều khiển nhá, cái mod điều khiển từ xa này. Đó, các bác nào cần thì có thể liên hệ với em thành qua hai cái số nhá, trên màn hình như này. Tiếp theo em đang có những cái dòng vật muỗi thông minh. Đó thì cái con vật muỗi thông minh này thì nó rất là hay, và em đã được và em đã test thử những cái dòng như này phải 3 đến 3 đời vật muỗi rồi mới ra được một cái sản phẩm ưng ý nhất để chia sẻ đến cho anh em. Thì con này nó hai chức năng sạc, một chức năng sạc ở đế như này và một chức năng sạc ở trên thân như này. Đấy, rất là hay. Và nó cần báo cả phần trăm pin ở đây nhá, phần trăm pin ở đây này, từ 25 50 75 100. Và trên này nó là cái vật nó tích hợp những cái đèn tia hồng ngoại ở đây này, tia giấy này, thì nó sẽ là hút thu hút muỗi ở đây, thu hút muỗi ở đây rất là hay luôn. Đấy, chức năng đầu tiên thì nó sẽ là bật lên như này, bật lên như này. Chức năng đầu tiên thì chúng ta bắt muỗi ấn vào như này, bắt muỗi bình thường như này. Và chức năng thứ hai là nó sẽ gạt hết lên như này, thì nó sẽ lên một cái giải đèn led cực kỳ là sáng. Nếu mà trời tối nha, nó sáng tỏa hết một cái đầu vợt như thế này thì muỗi đảm bảo nó nhìn thấy ánh sáng, nó sẽ thu hút và nó sẽ bay vào đây đó. Và đặc biệt hơn, cái con này nó được làm bằng không phải dạng ắc quy khô như thông thường, đó là dạng pin 18650. Thì anh em có thể xoáy cái này ra, dùng xài lâu có thể xoáy cái này ra và thay thế pin được nhá, thay thế pin. Và đánh lửa cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, đánh lửa cực kỳ là khỏe luôn anh em nhá. Bây giờ em sẽ test thử cái độ đánh lửa cho anh em và các bác thấy này. Đó, đợi em chút này nhá. Chỉ cần va vào đây là đã chết rồi. Cái con muỗi nước thôi nó cũng bay vào, nó cũng nổ luôn. Em chỉ dọn đây, các bác thấy có độ đánh lửa nó kinh khủng luôn. Đấy. Và chỉ có do vào cái lưới bên trong như này thì mới đánh lửa nhá, còn lưới bên ngoài như này thì em sờ vào rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Đấy, đây này, chỉ có lưới bên trong thôi nhá.
nó có hai dạng lớp lưới, một lớp lưới bảo vệ này, một lớp lưới bảo vệ và một lớp lưới ở bên trong là lớp lưới đánh điện như này. Đấy, đánh điện như này rất là khỏe luôn. Và giá là 170.000 đồng nhá. Có dạng rẻ tiền hơn cũng có, nhưng mà cái giọng này nó là giọng dòng ưng ý nhất rồi, dòng khỏe nhất rồi, nên là giá của nó là 170.000 đồng. Anh em nào và các bác dùng cái dòng này thì có thể liên hệ này. Đấy, đợt này là mùa muỗi, mùa sốt xuất huyết rất là nhiều rồi, anh em nên bảo vệ được cái bản thân mình nhá. Đấy, không là sốt xuất huyết là khổ lắm. Tiếp theo thì sang bên đằng góc này, em đang có những cái dòng như là máy cạo râu dành cho anh chị em và các bác, anh em và các bác này. Đấy, thì ở đây là em đang có con máy cạo râu của thương hiệu Pana, và cái con này nó được dùng xài bằng pin như này, nó xài bằng pin nhá, sang pin pin con thỏ này. Thì em sẽ gửi tặng cho anh em một cặp pin để anh em xài đó, anh em xài hết anh em có thể ra tạp hóa mình mua pin, tức là ở đâu mình mất điện mình cũng có thể xài được. Đấy, và đầu của nó đây, hàng thương hiệu của Pana, giá đợt này em sale xuống cho anh em là 400.000 đồng anh em nhé, 400k cực kỳ là rẻ đâu. Đấy, không đâu rẻ bằng em nữa rồi, 400k cái con máy cạo râu như này. Thì con này em đang xài này, em đang sử dụng đây. Đấy, thì em lấy ra chia sẻ cho anh em đây. Đấy, nó tặng kèm cho anh em một cái chổi nha, anh em dùng xong anh em quét sạch sẽ gọn gàng đi. Đó, thì cái con này nó được chạy bằng pin nhé, hàng Pana chạy bằng pin. Đây, em bóc thử ra cho anh em thấy đây. Đấy, trong là nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn của Nhật này. Đấy, và gồm một cái máy như này, một cái máy như này, và một cái chổi nữa nhá, một cái chổi như này nữa để chúng ta có thể là tháo cái đầu cái ra, chúng ta vệ sinh ở đây này. Đấy, quét sạch sẽ vệ sinh đi. Đấy, ở bên trong nhá. Đấy, thì ở đây em đã lấy ra rồi, em lấy con của em ra rồi nên là không tháo, không bóc ra nữa. Đấy, bây giờ em cạo thử cho, nó rất là khỏe luôn. Đó, thì nó đi như một cái con máy gặt đấy các bác ạ. Nó đi như một con máy gặt, cái đầu này nó rất là mịn màng này. Đấy, thì nó sẽ không bị khô sát nhá. Các bác đã xài cái dòng máy cạo râu rồi thì nó sẽ các bác dùng mà đang dùng cạo lưỡi ấy, thì sẽ là quên ngay cái dòng lưỡi cạo đi nhá. Đấy, nó rất là hay ở cái chỗ đó mà nó tiện nữa. Sáng dậy các bác đi làm thì lấy máy xoẹt 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 qua phát là xong, lên đường đi luôn. Đó, tiếp theo là, và đặc biệt hơn là nó nhỏ gọn nữa. Tiếp theo là em đang có một cái mã Panasonic nữa, nhưng dòng này nó đa dụng hơn. Đấy, thì con này nó có thể sạc được điện luôn. Đấy, sạc được luôn, nó không cần phải thay pin nữa. Đó, chân cắm của nó như này. Đấy, các bác xài và cắm vào. Và thương hiệu của nó là Panasonic, thì nó con này nó cỡ nó to hơn một chút này. Nó sạc được điện 100 cho đến điện 220 thông thường. Đấy, 20 thông thường. Và con này nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy, nó nhẹ nhàng hơn. Giá của nó là 550.000 đồng. Đấy, thì nó cơ cấu hoạt động của nó như vậy thôi. Có cái điều là bên trong của nó có một cái cục pin, thì chúng ta sạc vào. Đấy, chúng ta không cần phải mua pin nữa. Đó, rất là êm nhá, rất là êm. Con này giá là 550.000 đồng. Thì nó cũng như con kia thôi, nó như cái bộ như này thôi anh em ạ, cũng không có cần gì phải giới thiệu nhiều. Mã trắng này, mã pin này giá là 400.000 đồng, và mã sạc điện như này giá là 550.000 đồng anh em nhé, 550.000 đồng. Đó, ok anh em này. Tiếp theo thì đằng góc này thì còn một số cái dòng mã về đồ nghề nữa, đồ nghề Nhật nữa, thì để tối nay em sẽ lên một cái video để thanh lý xả kho cho anh em, cũng như là xả kho, giảm giá một số cái dòng sản phẩm nữa để cho các bác và anh chị em có nhu cầu thì có thể liên hệ nhá. Thì anh em giúp em thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh chị em, giúp chúc anh chị em có một buổi trưa thật là tốt lành. Đó, em sơ qua những cái bộ dao này cho anh chị em thấy này, và những cái món hàng của bên em đó, rất chi là nhiều ở đây này. Đây bên này là những cái góc đồ về nhà bếp. Đấy, những cái món dao,
dao Đức, dao Nhật và những cái đồ dụng cụ nữa rất là nhiều ở đây. Đó thì anh em nhớ bấm chuông, ấn nút like, bấm chuông thông báo khi em đăng tải những video mới lên anh em có thể cập nhật được. Ok, chúc anh chị em có một buổi trưa thật là tốt lành.